cầu nguyện cùng vũ trụ, hàng tỷ đồng ùn ùn kéo tới. Bạn thân mến, sau lời cầu nguyện này, bạn sẽ nhận được rất nhiều phước lành và tiền bạc từ những nguồn không ngờ tới. Hôm nay, vũ trụ có một thông điệp đặc biệt dành riêng cho bạn. Bạn sẽ nhận được những gì bạn đã khao khát từ lâu. Hãy nhận lấy để phước lành trở thành một phần trong cuộc sống của bạn. Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong cuộc đời bạn. Vũ trụ đã thấy từng giọt nước mắt, nghe từng lời cầu nguyện và biết rõ mọi ước nguyện trong lòng bạn. Vũ trụ đang đáp lại bằng một hành động mạnh mẽ, vượt xa bất cứ điều gì bạn từng trải nghiệm. Mỗi nỗi đau, mỗi giọt nước mắt, mỗi khoảnh khắc tuyệt vọng đều sẽ tan biến trong chốc lát. Và giờ đây, vũ trụ đang dựng lên điều gì đó mới mẻ và huy hoàng. Vũ trụ đang mở ra những con đường dường như không thể tiếp cận được trước đây. Vũ trụ mang đến những cơ hội mà bạn thậm chí không biết là có tồn tại. Tất cả những gì bạn nghĩ đã mất đi, vũ trụ đang biến thành lợi ích. Mọi thứ tưởng chừng khó khăn, vũ trụ đang làm cho dễ dàng. Những gì từng là nỗi đau sẽ trở thành niềm vui và hạnh phúc. Hãy đón nhận ân huệ này, đừng bỏ qua những dấu hiệu vũ trụ đang chỉ dẫn. Đây là thời khắc của bạn, không phải ngẫu nhiên mà bạn tìm thấy video này. Vũ trụ đang nói trực tiếp với trái tim bạn. Vũ trụ muốn bạn chú ý kỹ đến những gì đang xảy ra xung quanh mình. Bạn đã bao giờ cảm thấy như thể một số điều không xảy ra tình cờ? Có những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn dường như được sắp đặt hoàn hảo, như thể có ai đó đang dẫn dắt mọi chi tiết. Đây là dấu hiệu vũ trụ đang hoạt động trong cuộc sống của bạn. Vũ trụ gửi những dấu hiệu, mở những cánh cửa, đặt những người đúng đắn trên con đường của bạn và mang đến những cơ hội sẽ thay đổi thực tại của bạn. Có thể bạn đã trải qua khó khăn gần đây. Bạn có thể đã đối mặt với những vấn đề tài chính, sức khỏe, xung đột trong mối quan hệ hoặc cảm giác nản lòng. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng, vũ trụ đang chỉ ra cho bạn thấy có lối thoát, có hy vọng. Có thể vũ trụ đang dùng những khoảnh khắc này để củng cố bạn, chuẩn bị cho bạn điều gì đó lớn lao hơn rất nhiều. Vũ trụ giao tiếp với chúng ta theo nhiều cách, qua lời nói, qua những người xung quanh, qua các sự kiện hàng ngày và thậm chí qua suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Hãy chú ý đến những chi tiết, những sự trùng hợp dường như xảy ra, những lời khuyên chạm đến trái tim. Đây là những dấu hiệu vũ trụ đang chỉ ra con đường cho bạn. Đừng để nỗi sợ hay nghi ngờ ngăn cản bạn đi theo những dấu hiệu này. Bạn có thể đang tự hỏi liệu mình có thật sự đủ khả năng, liệu bạn có thật sự xứng đáng hay không. Vũ trụ đang nói với bạn rằng bạn hoàn toàn xứng đáng, rằng bạn xứng đáng với tất cả những phước lành mà người dành cho bạn. Vũ trụ đã chọn bạn, ban quyền cho bạn và luôn ở bên bạn từng bước. Vũ trụ đang nói trực tiếp với trái tim của bạn. Vũ trụ đang chuẩn bị một món quà cho bạn. Món quà này là câu trả lời cho lời cầu nguyện mà bạn đã gửi đến trong một thời gian dài. Bạn biết tôi đang nói về điều gì? Lời cầu nguyện mà bạn đã gửi lên trong im lặng vào những đêm tối khi không ai nghe thấy. Vũ trụ đã nghe từng lời, nhìn thấy từng giọt nước mắt và vũ trụ đã sẵn sàng hành động theo cách phi thường trong cuộc đời bạn. Vũ trụ là đấng sáng tạo. Vũ trụ làm cho điều không thể trở thành hiện thực. Vũ trụ giờ đây đang chuyển động hướng về bạn. Vũ trụ đang chuẩn bị một điều vĩ đại, một điều tuyệt vời, vượt xa những gì mà bạn có thể tưởng tượng. Hãy đón nhận phước lành này. Vũ trụ đang đổ cơn mưa phước lành xuống bên bạn. Hãy sẵn sàng để nhận lấy. Hãy tưởng tượng khi thức dậy
mà không còn gánh nặng nợ nần. Cơ thể bạn được phục hồi năng lượng. Vũ trụ đang làm việc để biến đổi cuộc đời bạn theo cách bạn chưa bao giờ tưởng tượng. Người đang chăm sóc từng chi tiết, lắng nghe từng lời cầu nguyện của bạn và đáp lại bằng tình yêu và quyền năng. Người biết chính xác những gì bạn cần và đang chuẩn bị một phước lành vượt xa mọi kỳ vọng, bởi vì vũ trụ đang gửi sự chu cấp, mở ra những con đường của cơ hội mà bạn chưa bao giờ tưởng tượng tới. Vũ trụ đang mang đến những giải pháp sáng tạo, những kết nối thiêng liêng và những nguồn lực bất ngờ để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Hãy hình dung sức khỏe của bạn đang được phục hồi. Sự mệt mỏi, những cơn đau đang ngăn cản bạn sống một cuộc sống trọn vẹn, tất cả đều đang được xóa bỏ. Vũ trụ đang làm với sức mạnh của bạn, mang lại sức sống và năng lượng cho cơ thể bạn. Vũ trụ là vị thầy thuốc vĩ đại và đang chữa lành bạn từ bên trong ra ngoài. Hãy đón nhận lời này với đức tin, biết rằng Ngài đang kiểm soát và điều tốt nhất vẫn còn ở phía trước. Bây giờ chúng ta cùng nhau gửi những lời cầu nguyện chân thành đến vũ trụ. Năng lượng tích cực của chúng ta sẽ kết nối và tạo ra những phép màu. Vũ trụ luôn lắng nghe và đáp lại những mong muốn chân thành. Những điều tốt đẹp đang đến với tôi và tất cả mọi người. Tôi đang sống trong một vũ trụ thịnh vượng với nguồn tài nguyên vô hạn. Tôi hợp nhất với dòng chảy của năng lượng thịnh vượng. Vũ trụ luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Vũ trụ phục vụ lợi ích cao nhất của tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi nguồn tiền không giới hạn. Tôi nhận được những điều tôi muốn hoặc tốt hơn như thế. Tôi hoàn toàn xứng đáng đạt được thành công tài chính và thịnh vượng. Tôi là một phần của vũ trụ bao la và hoàn hảo. Những điều tốt đẹp đang đến với tôi. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Vũ trụ luôn đồng hành cùng tôi và gửi tiền về cho tôi bằng nhiều con đường phù hợp nhất. Vũ trụ sắp xếp mọi thứ để tôi đạt được sự giàu có. Những cơ hội tài chính đang mở ra trước mắt tôi. Tiền bạc đang chảy vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên và dồi dào. Số tiền vũ trụ gửi cho tôi là rất lớn. Tôi đồng ý và chờ đợi trong tin tưởng. Vũ trụ gửi cho tôi những điều tôi cần. Tôi cảm nhận rõ ràng dòng tiền dồi dào đang chảy về nơi tôi. Tiền được gửi đến liên tục trước mắt tôi. Tiền cứ đổ ào ạt đến với tôi ngay lúc này. Từng cọc tiền đang xếp chồng lên nhau. 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, 4 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 6 tỷ đồng, 7 tỷ đồng, 8 tỷ đồng, 9 tỷ đồng, 10 tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng. Vũ trụ ban tặng cho tôi khối tài sản khổng lồ. Tài khoản ngân hàng của tôi ngày càng tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Tôi tràn đầy niềm vui và biết ơn khi chứng kiến sự giàu có của mình ngày càng tăng lên.
Tôi sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan để tạo ra cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh. Tiền bạc đến với tôi như một công cụ để tôi tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Vũ trụ đã đáp ứng hoàn hảo mong muốn của tôi. Tôi đã sở hữu số tiền mà mình cần. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Tiền bạc chỉ là một phần trong những phước lành mà tôi nhận được. Dòng tiền dồi dào chảy vào cuộc sống của tôi như một dòng suối vô tận. Tôi cảm nhận được sự giàu có đang lan tỏa khắp cơ thể và cuộc sống của tôi. Vũ trụ gửi tiền cho tôi. Tôi đã nhận được số tiền tôi cần. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong túi của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong tài khoản ngân hàng của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong két sắt của tôi. Tiền đang tuôn chảy về phía tôi như một dòng thác liên tục, dạt dào và bất tận. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi nhận được trong suốt cuộc đời. Tôi đang sống trong một vũ trụ thịnh vượng với nguồn tài nguyên vô hạn. Tôi hợp nhất với dòng chảy của năng lượng thịnh vượng. Vũ trụ luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Vũ trụ phục vụ lợi ích cao nhất của tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi nguồn tiền không giới hạn. Tôi nhận được những điều tôi muốn hoặc tốt hơn như thế. Tôi hoàn toàn xứng đáng đạt được thành công tài chính và thịnh vượng. Tôi là một phần của vũ trụ bao la và hoàn hảo. Những điều tốt đẹp đang đến với tôi. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Vũ trụ luôn đồng hành cùng tôi và gửi tiền về cho tôi bằng nhiều con đường phù hợp nhất. Vũ trụ sắp xếp mọi thứ để tôi đạt được sự giàu có. Những cơ hội tài chính đang mở ra trước mắt tôi. Tiền bạc đang chảy vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên và dồi dào. Số tiền vũ trụ gửi cho tôi là rất lớn. Tôi đồng ý và chờ đợi trong tin tưởng. Vũ trụ gửi cho tôi những điều tôi cần. Tôi cảm nhận rõ ràng dòng tiền dồi dào đang chảy về nơi tôi. Tiền được gửi đến liên tục trước mắt tôi. Tiền cứ đổ ào ạt đến với tôi ngay lúc này. Từng cọc tiền đang xếp chồng lên nhau. 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, 4 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 6 tỷ đồng, 7 tỷ đồng, 8 tỷ đồng, 9 tỷ đồng, 10 tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng. Vũ trụ ban tặng cho tôi khối tài sản khổng lồ. Tài khoản ngân hàng của tôi ngày càng tăng lên một cách đáng kinh ngạc.
Tôi tràn đầy niềm vui và biết ơn khi chứng kiến sự giàu có của mình ngày càng tăng lên. Tôi sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan để tạo ra cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh. Tiền bạc đến với tôi như một công cụ để tôi tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Vũ trụ đã đáp ứng hoàn hảo mong muốn của tôi. Tôi đã sở hữu số tiền mà mình cần. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Tiền bạc chỉ là một phần trong những phước lành mà tôi nhận được. Dòng tiền dồi dào chảy vào cuộc sống của tôi như một dòng suối vô tận. Tôi cảm nhận được sự giàu có đang lan tỏa khắp cơ thể và cuộc sống của tôi. Vũ trụ gửi tiền cho tôi. Tôi đã nhận được số tiền tôi cần. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong túi của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong tài khoản ngân hàng của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong két sắt của tôi. Tiền đang tuôn chảy về phía tôi như một dòng thác liên tục, dạt dào và bất tận. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi nhận được trong suốt cuộc đời. Tôi đang sống trong một vũ trụ thịnh vượng với nguồn tài nguyên vô hạn. Tôi hợp nhất với dòng chảy của năng lượng thịnh vượng. Vũ trụ luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Vũ trụ phục vụ lợi ích cao nhất của tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi nguồn tiền không giới hạn. Tôi nhận được những điều tôi muốn hoặc tốt hơn như thế. Tôi hoàn toàn xứng đáng đạt được thành công tài chính và thịnh vượng. Tôi là một phần của vũ trụ bao la và hoàn hảo. Những điều tốt đẹp đang đến với tôi. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Vũ trụ luôn đồng hành cùng tôi và gửi tiền về cho tôi bằng nhiều con đường phù hợp nhất. Vũ trụ sắp xếp mọi thứ để tôi đạt được sự giàu có. Những cơ hội tài chính đang mở ra trước mắt tôi. Tiền bạc đang chảy vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên và dồi dào. Số tiền vũ trụ gửi cho tôi là rất lớn. Tôi đồng ý và chờ đợi trong tin tưởng. Vũ trụ gửi cho tôi những điều tôi cần. Tôi cảm nhận rõ ràng dòng tiền dồi dào đang chảy về nơi tôi. Tiền được gửi đến liên tục trước mắt tôi. Tiền cứ đổ ào ạt đến với tôi ngay lúc này. Từng cọc tiền đang xếp chồng lên nhau. 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, 4 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 6 tỷ đồng, 7 tỷ đồng, 8 tỷ đồng, 9 tỷ đồng, 10 tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng.
vũ trụ ban tặng cho tôi khối tài sản khổng lồ. Tài khoản ngân hàng của tôi ngày càng tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Tôi tràn đầy niềm vui và biết ơn khi chứng kiến sự giàu có của mình ngày càng tăng lên. Tôi sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan để tạo ra cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh. Tiền bạc đến với tôi như một công cụ để tôi tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Vũ trụ đã đáp ứng hoàn hảo mong muốn của tôi. Tôi đã sở hữu số tiền mà mình cần. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Tiền bạc chỉ là một phần trong những phước lành mà tôi nhận được. Dòng tiền dồi dào chảy vào cuộc sống của tôi như một dòng suối vô tận. Tôi cảm nhận được sự giàu có đang lan tỏa khắp cơ thể và cuộc sống của tôi. Vũ trụ gửi tiền cho tôi. Tôi đã nhận được số tiền tôi cần. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong túi của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong tài khoản ngân hàng của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong két sắt của tôi. Tiền đang tuôn chảy về phía tôi như một dòng thác liên tục, dạt dào và bất tận. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi nhận được trong suốt cuộc đời. Tôi đang sống trong một vũ trụ thịnh vượng với nguồn tài nguyên vô hạn. Tôi hợp nhất với dòng chảy của năng lượng thịnh vượng. Vũ trụ luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Vũ trụ phục vụ lợi ích cao nhất của tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi nguồn tiền không giới hạn. Tôi nhận được những điều tôi muốn hoặc tốt hơn như thế. Tôi hoàn toàn xứng đáng đạt được thành công tài chính và thịnh vượng. Tôi là một phần của vũ trụ bao la và hoàn hảo. Những điều tốt đẹp đang đến với tôi. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Vũ trụ luôn đồng hành cùng tôi và gửi tiền về cho tôi bằng nhiều con đường phù hợp nhất. Vũ trụ sắp xếp mọi thứ để tôi đạt được sự giàu có. Những cơ hội tài chính đang mở ra trước mắt tôi. Tiền bạc đang chảy vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên và dồi dào. Số tiền vũ trụ gửi cho tôi là rất lớn. Tôi đồng ý và chờ đợi trong tin tưởng. Vũ trụ gửi cho tôi những điều tôi cần. Tôi cảm nhận rõ ràng dòng tiền dồi dào đang chảy về nơi tôi. Tiền được gửi đến liên tục trước mắt tôi. Tiền cứ đổ ào ạt đến với tôi ngay lúc này. Từng cọc tiền đang xếp chồng lên nhau. 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, 4 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 6 tỷ đồng, 7 tỷ đồng, 8 tỷ đồng,
9 tỷ đồng, 10 tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng. Vũ trụ ban tặng cho tôi khối tài sản khổng lồ. Tài khoản ngân hàng của tôi ngày càng tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Tôi tràn đầy niềm vui và biết ơn khi chứng kiến sự giàu có của mình ngày càng tăng lên. Tôi sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan để tạo ra cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh. Tiền bạc đến với tôi như một công cụ để tôi tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Vũ trụ đã đáp ứng hoàn hảo mong muốn của tôi. Tôi đã sở hữu số tiền mà mình cần. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Tiền bạc chỉ là một phần trong những phước lành mà tôi nhận được. Dòng tiền dồi dào chảy vào cuộc sống của tôi như một dòng suối vô tận. Tôi cảm nhận được sự giàu có đang lan tỏa khắp cơ thể và cuộc sống của tôi. Vũ trụ gửi tiền cho tôi. Tôi đã nhận được số tiền tôi cần. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong túi của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong tài khoản ngân hàng của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong két sắt của tôi. Tiền đang tuôn chảy về phía tôi như một dòng thác liên tục, dạt dào và bất tận. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi nhận được trong suốt cuộc đời. Tôi đang sống trong một vũ trụ thịnh vượng với nguồn tài nguyên vô hạn. Tôi hợp nhất với dòng chảy của năng lượng thịnh vượng. Vũ trụ luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Vũ trụ phục vụ lợi ích cao nhất của tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi nguồn tiền không giới hạn. Tôi nhận được những điều tôi muốn hoặc tốt hơn như thế. Tôi hoàn toàn xứng đáng đạt được thành công tài chính và thịnh vượng. Tôi là một phần của vũ trụ bao la và hoàn hảo. Những điều tốt đẹp đang đến với tôi. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Vũ trụ luôn đồng hành cùng tôi và gửi tiền về cho tôi bằng nhiều con đường phù hợp nhất. Vũ trụ sắp xếp mọi thứ để tôi đạt được sự giàu có. Những cơ hội tài chính đang mở ra trước mắt tôi. Tiền bạc đang chảy vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên và dồi dào. Số tiền vũ trụ gửi cho tôi là rất lớn. Tôi đồng ý và chờ đợi trong tin tưởng. Vũ trụ gửi cho tôi những điều tôi cần. Tôi cảm nhận rõ ràng dòng tiền dồi dào đang chảy về nơi tôi. Tiền được gửi đến liên tục trước mắt tôi. Tiền cứ đổ ào ạt đến với tôi ngay lúc này. Từng cọc tiền đang xếp chồng lên nhau. 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, 4 tỷ đồng,
5 tỷ đồng, 6 tỷ đồng, 7 tỷ đồng, 8 tỷ đồng, 9 tỷ đồng, 10 tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng. Vũ trụ ban tặng cho tôi khối tài sản khổng lồ. Tài khoản ngân hàng của tôi ngày càng tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Tôi tràn đầy niềm vui và biết ơn khi chứng kiến sự giàu có của mình ngày càng tăng lên. Tôi sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan để tạo ra cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh. Tiền bạc đến với tôi như một công cụ để tôi tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Vũ trụ đã đáp ứng hoàn hảo mong muốn của tôi. Tôi đã sở hữu số tiền mà mình cần. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Tiền bạc chỉ là một phần trong những phước lành mà tôi nhận được. Dòng tiền dồi dào chảy vào cuộc sống của tôi như một dòng suối vô tận. Tôi cảm nhận được sự giàu có đang lan tỏa khắp cơ thể và cuộc sống của tôi. Vũ trụ gửi tiền cho tôi. Tôi đã nhận được số tiền tôi cần. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong túi của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong tài khoản ngân hàng của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong két sắt của tôi. Tiền đang tuôn chảy về phía tôi như một dòng thác liên tục, dạt dào và bất tận. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi nhận được trong suốt cuộc đời. Tôi đang sống trong một vũ trụ thịnh vượng với nguồn tài nguyên vô hạn. Tôi hợp nhất với dòng chảy của năng lượng thịnh vượng. Vũ trụ luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Vũ trụ phục vụ lợi ích cao nhất của tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi nguồn tiền không giới hạn. Tôi nhận được những điều tôi muốn hoặc tốt hơn như thế. Tôi hoàn toàn xứng đáng đạt được thành công tài chính và thịnh vượng. Tôi là một phần của vũ trụ bao la và hoàn hảo. Những điều tốt đẹp đang đến với tôi. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Vũ trụ luôn đồng hành cùng tôi và gửi tiền về cho tôi bằng nhiều con đường phù hợp nhất. Vũ trụ sắp xếp mọi thứ để tôi đạt được sự giàu có. Những cơ hội tài chính đang mở ra trước mắt tôi. Tiền bạc đang chảy vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên và dồi dào. Số tiền vũ trụ gửi cho tôi là rất lớn. Tôi đồng ý và chờ đợi trong tin tưởng. Vũ trụ gửi cho tôi những điều tôi cần. Tôi cảm nhận rõ ràng dòng tiền dồi dào đang chảy về nơi tôi. Tiền được gửi đến liên tục trước mắt tôi. Tiền cứ đổ ào ạt đến với tôi ngay lúc này. Từng cọc tiền đang xếp chồng lên nhau.
1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, 4 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 6 tỷ đồng, 7 tỷ đồng, 8 tỷ đồng, 9 tỷ đồng, 10 tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng. Vũ trụ ban tặng cho tôi khối tài sản khổng lồ. Tài khoản ngân hàng của tôi ngày càng tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Tôi tràn đầy niềm vui và biết ơn khi chứng kiến sự giàu có của mình ngày càng tăng lên. Tôi sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan để tạo ra cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh. Tiền bạc đến với tôi như một công cụ để tôi tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Vũ trụ đã đáp ứng hoàn hảo mong muốn của tôi. Tôi đã sở hữu số tiền mà mình cần. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Tiền bạc chỉ là một phần trong những phước lành mà tôi nhận được. Dòng tiền dồi dào chảy vào cuộc sống của tôi như một dòng suối vô tận. Tôi cảm nhận được sự giàu có đang lan tỏa khắp cơ thể và cuộc sống của tôi. Vũ trụ gửi tiền cho tôi. Tôi đã nhận được số tiền tôi cần. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong túi của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong tài khoản ngân hàng của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong két sắt của tôi. Tiền đang tuôn chảy về phía tôi như một dòng thác liên tục, dạt dào và bất tận. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi nhận được trong suốt cuộc đời. Tôi đang sống trong một vũ trụ thịnh vượng với nguồn tài nguyên vô hạn. Tôi hợp nhất với dòng chảy của năng lượng thịnh vượng. Vũ trụ luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Vũ trụ phục vụ lợi ích cao nhất của tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi nguồn tiền không giới hạn. Tôi nhận được những điều tôi muốn hoặc tốt hơn như thế. Tôi hoàn toàn xứng đáng đạt được thành công tài chính và thịnh vượng. Tôi là một phần của vũ trụ bao la và hoàn hảo. Những điều tốt đẹp đang đến với tôi. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Vũ trụ luôn đồng hành cùng tôi và gửi tiền về cho tôi bằng nhiều con đường phù hợp nhất. Vũ trụ sắp xếp mọi thứ để tôi đạt được sự giàu có. Những cơ hội tài chính đang mở ra trước mắt tôi. Tiền bạc đang chảy vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên và dồi dào. Số tiền vũ trụ gửi cho tôi là rất lớn. Tôi đồng ý và chờ đợi trong tin tưởng. Vũ trụ gửi cho tôi những điều tôi cần. Tôi cảm nhận rõ ràng dòng tiền dồi dào đang chảy về nơi tôi. Tiền được gửi đến liên tục trước mắt tôi.
Tiền cứ đổ ào ạt đến với tôi ngay lúc này. Từng cặp tiền đang xếp chồng lên nhau. 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, 4 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 6 tỷ đồng, 7 tỷ đồng, 8 tỷ đồng, 9 tỷ đồng, 10 tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng. Vũ trụ ban tặng cho tôi khối tài sản khổng lồ. Tài khoản ngân hàng của tôi ngày càng tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Tôi tràn đầy niềm vui và biết ơn khi chứng kiến sự giàu có của mình ngày càng tăng lên. Tôi sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan để tạo ra cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh. Tiền bạc đến với tôi như một công cụ để tôi tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Vũ trụ đã đáp ứng hoàn hảo mong muốn của tôi. Tôi đã sở hữu số tiền mà mình cần. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Tiền bạc chỉ là một phần trong những phước lành mà tôi nhận được. Dòng tiền dồi dào chảy vào cuộc sống của tôi như một dòng suối vô tận. Tôi cảm nhận được sự giàu có đang lan tỏa khắp cơ thể và cuộc sống của tôi. Vũ trụ gửi tiền cho tôi. Tôi đã nhận được số tiền tôi cần. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong túi của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong tài khoản ngân hàng của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong két sắt của tôi. Tiền đang tuôn chảy về phía tôi như một dòng thác liên tục, dạt dào và bất tận. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi nhận được trong suốt cuộc đời. Tôi đang sống trong một vũ trụ thịnh vượng với nguồn tài nguyên vô hạn. Tôi hợp nhất với dòng chảy của năng lượng thịnh vượng. Vũ trụ luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Vũ trụ phục vụ lợi ích cao nhất của tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi nguồn tiền không giới hạn. Tôi nhận được những điều tôi muốn hoặc tốt hơn như thế. Tôi hoàn toàn xứng đáng đạt được thành công tài chính và thịnh vượng. Tôi là một phần của vũ trụ bao la và hoàn hảo. Những điều tốt đẹp đang đến với tôi. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Vũ trụ luôn đồng hành cùng tôi và gửi tiền về cho tôi bằng nhiều con đường phù hợp nhất. Vũ trụ sắp xếp mọi thứ để tôi đạt được sự giàu có. Những cơ hội tài chính đang mở ra trước mắt tôi. Tiền bạc đang chảy vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên và dồi dào. Số tiền vũ trụ gửi cho tôi là rất lớn. Tôi đồng ý và chờ đợi trong tin tưởng. Vũ trụ gửi cho tôi những điều tôi cần.
Tôi cảm nhận rõ ràng dòng tiền dồi dào đang chảy về nơi tôi. Tiền được gửi đến liên tục trước mắt tôi. Tiền cứ đổ ào ạt đến với tôi ngay lúc này. Từng cọc tiền đang xếp chồng lên nhau. 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, 4 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 6 tỷ đồng, 7 tỷ đồng, 8 tỷ đồng, 9 tỷ đồng, 10 tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng. Vũ trụ ban tặng cho tôi khối tài sản khổng lồ. Tài khoản ngân hàng của tôi ngày càng tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Tôi tràn đầy niềm vui và biết ơn khi chứng kiến sự giàu có của mình ngày càng tăng lên. Tôi sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan để tạo ra cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh. Tiền bạc đến với tôi như một công cụ để tôi tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Vũ trụ đã đáp ứng hoàn hảo mong muốn của tôi. Tôi đã sở hữu số tiền mà mình cần. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Tiền bạc chỉ là một phần trong những phước lành mà tôi nhận được. Dòng tiền dồi dào chảy vào cuộc sống của tôi như một dòng suối vô tận. Tôi cảm nhận được sự giàu có đang lan tỏa khắp cơ thể và cuộc sống của tôi. Vũ trụ gửi tiền cho tôi. Tôi đã nhận được số tiền tôi cần. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong túi của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong tài khoản ngân hàng của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong két sắt của tôi. Tiền đang tuôn chảy về phía tôi như một dòng thác liên tục, dạt dào và bất tận. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi nhận được trong suốt cuộc đời. Tôi đang sống trong một vũ trụ thịnh vượng với nguồn tài nguyên vô hạn. Tôi hợp nhất với dòng chảy của năng lượng thịnh vượng. Vũ trụ luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Vũ trụ phục vụ lợi ích cao nhất của tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi nguồn tiền không giới hạn. Tôi nhận được những điều tôi muốn hoặc tốt hơn như thế. Tôi hoàn toàn xứng đáng đạt được thành công tài chính và thịnh vượng. Tôi là một phần của vũ trụ bao la và hoàn hảo. Những điều tốt đẹp đang đến với tôi. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Vũ trụ luôn đồng hành cùng tôi và gửi tiền về cho tôi bằng nhiều con đường phù hợp nhất. Vũ trụ sắp xếp mọi thứ để tôi đạt được sự giàu có. Những cơ hội tài chính đang mở ra trước mắt tôi. Tiền bạc đang chảy vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên và dồi dào. Số tiền vũ trụ gửi cho tôi là rất lớn.
Tôi đồng ý và chờ đợi trong tin tưởng. Vũ trụ gửi cho tôi những điều tôi cần. Tôi cảm nhận rõ ràng dòng tiền dồi dào đang chảy về nơi tôi. Tiền được gửi đến liên tục trước mắt tôi. Tiền cứ đổ ào ạt đến với tôi ngay lúc này. Từng cọc tiền đang xếp chồng lên nhau. 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, 4 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 6 tỷ đồng, 7 tỷ đồng, 8 tỷ đồng, 9 tỷ đồng, 10 tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng. Vũ trụ ban tặng cho tôi khối tài sản khổng lồ. Tài khoản ngân hàng của tôi ngày càng tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Tôi tràn đầy niềm vui và biết ơn khi chứng kiến sự giàu có của mình ngày càng tăng lên. Tôi sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan để tạo ra cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh. Tiền bạc đến với tôi như một công cụ để tôi tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Vũ trụ đã đáp ứng hoàn hảo mong muốn của tôi. Tôi đã sở hữu số tiền mà mình cần. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Tiền bạc chỉ là một phần trong những phước lành mà tôi nhận được. Dòng tiền dồi dào chảy vào cuộc sống của tôi như một dòng suối vô tận. Tôi cảm nhận được sự giàu có đang lan tỏa khắp cơ thể và cuộc sống của tôi. Vũ trụ gửi tiền cho tôi. Tôi đã nhận được số tiền tôi cần. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong túi của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong tài khoản ngân hàng của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong két sắt của tôi. Tiền đang tuôn chảy về phía tôi như một dòng thác liên tục, dạt dào và bất tận. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi nhận được trong suốt cuộc đời. Tôi đang sống trong một vũ trụ thịnh vượng với nguồn tài nguyên vô hạn. Tôi hợp nhất với dòng chảy của năng lượng thịnh vượng. Vũ trụ luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Vũ trụ phục vụ lợi ích cao nhất của tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi nguồn tiền không giới hạn. Tôi nhận được những điều tôi muốn hoặc tốt hơn như thế. Tôi hoàn toàn xứng đáng đạt được thành công tài chính và thịnh vượng. Tôi là một phần của vũ trụ bao la và hoàn hảo. Những điều tốt đẹp đang đến với tôi. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Vũ trụ luôn đồng hành cùng tôi và gửi tiền về cho tôi bằng nhiều con đường phù hợp nhất. Vũ trụ sắp xếp mọi thứ để tôi đạt được sự giàu có. Những cơ hội tài chính đang mở ra trước mắt tôi.
Tiền bạc đang chảy vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên và dồi dào. Số tiền vũ trụ gửi cho tôi là rất lớn. Tôi đồng ý và chờ đợi trong tin tưởng. Vũ trụ gửi cho tôi những điều tôi cần. Tôi cảm nhận rõ ràng dòng tiền dồi dào đang chảy về nơi tôi. Tiền được gửi đến liên tục trước mắt tôi. Tiền cứ đổ ào ạt đến với tôi ngay lúc này. Từng cọc tiền đang xếp chồng lên nhau. 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, 4 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 6 tỷ đồng, 7 tỷ đồng, 8 tỷ đồng, 9 tỷ đồng, 10 tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng. Vũ trụ ban tặng cho tôi khối tài sản khổng lồ. Tài khoản ngân hàng của tôi ngày càng tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Tôi tràn đầy niềm vui và biết ơn khi chứng kiến sự giàu có của mình ngày càng tăng lên. Tôi sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan để tạo ra cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh. Tiền bạc đến với tôi như một công cụ để tôi tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Vũ trụ đã đáp ứng hoàn hảo mong muốn của tôi. Tôi đã sở hữu số tiền mà mình cần. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Tiền bạc chỉ là một phần trong những phước lành mà tôi nhận được. Dòng tiền dồi dào chảy vào cuộc sống của tôi như một dòng suối vô tận. Tôi cảm nhận được sự giàu có đang lan tỏa khắp cơ thể và cuộc sống của tôi. Vũ trụ gửi tiền cho tôi. Tôi đã nhận được số tiền tôi cần. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong túi của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong tài khoản ngân hàng của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong két sắt của tôi. Tiền đang tuôn chảy về phía tôi như một dòng thác liên tục, dạt dào và bất tận. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi nhận được trong suốt cuộc đời. Tôi đang sống trong một vũ trụ thịnh vượng với nguồn tài nguyên vô hạn. Tôi hợp nhất với dòng chảy của năng lượng thịnh vượng. Vũ trụ luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Vũ trụ phục vụ lợi ích cao nhất của tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi nguồn tiền không giới hạn. Tôi nhận được những điều tôi muốn hoặc tốt hơn như thế. Tôi hoàn toàn xứng đáng đạt được thành công tài chính và thịnh vượng. Tôi là một phần của vũ trụ bao la và hoàn hảo. Những điều tốt đẹp đang đến với tôi. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Vũ trụ luôn đồng hành cùng tôi và gửi tiền về cho tôi bằng nhiều con đường phù hợp nhất.
vũ trụ sắp xếp mọi thứ để tôi đạt được sự giàu có. Những cơ hội tài chính đang mở ra trước mắt tôi. Tiền bạc đang chảy vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên và dồi dào. Số tiền vũ trụ gửi cho tôi là rất lớn. Tôi đồng ý và chờ đợi trong tin tưởng. Vũ trụ gửi cho tôi những điều tôi cần. Tôi cảm nhận rõ ràng dòng tiền dồi dào đang chảy về nơi tôi. Tiền được gửi đến liên tục trước mắt tôi. Tiền cứ đổ ào ạt đến với tôi ngay lúc này. Từng cọc tiền đang xếp chồng lên nhau. 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, 4 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 6 tỷ đồng, 7 tỷ đồng, 8 tỷ đồng, 9 tỷ đồng, 10 tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng. Vũ trụ ban tặng cho tôi khối tài sản khổng lồ. Tài khoản ngân hàng của tôi ngày càng tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Tôi tràn đầy niềm vui và biết ơn khi chứng kiến sự giàu có của mình ngày càng tăng lên. Tôi sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan để tạo ra cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh. Tiền bạc đến với tôi như một công cụ để tôi tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Vũ trụ đã đáp ứng hoàn hảo mong muốn của tôi. Tôi đã sở hữu số tiền mà mình cần. Tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nhận ra vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Tiền bạc chỉ là một phần trong những phước lành mà tôi nhận được. Dòng tiền dồi dào chảy vào cuộc sống của tôi như một dòng suối vô tận. Tôi cảm nhận được sự giàu có đang lan tỏa khắp cơ thể và cuộc sống của tôi. Vũ trụ gửi tiền cho tôi. Tôi đã nhận được số tiền tôi cần. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong túi của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong tài khoản ngân hàng của tôi. Cảm ơn tiền đã xuất hiện thật nhiều trong két sắt của tôi. Tiền đang tuôn chảy về phía tôi như một dòng thác liên tục, dạt dào và bất tận. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi nhận được trong suốt cuộc đời.